Xin kính chào quý cô bác, anh chị và các bạn đã quay trở lại với kênh của em Dân Trịnh nhé. Hôm nay em Dân Trịnh xin giới thiệu tới quý cô bác anh chị một số những cái mẫu sản phẩm bên em đang có ở phân phối nhé các nhé. Đấy, những cái sản phẩm về đồ dùng kim khí này. Đấy, các bác đi qua thì đừng quên cho em Dân Trịnh xin một nút like, một nút đăng ký kênh các bác nhé. Đấy, thì đầu video ngày hôm nay em Dân xin giới thiệu các bác là một cái mẫu máy hàn nhiệt các bác nhé. Máy hàn nhiệt này, đồ dùng này. Đấy, mẫu này thì bên em trước kia cũng bán rất là nhiều, rất là chạy. Đấy. À, mẫu máy hàn nhiệt này thì thương hiệu của nó là thương hiệu của Kabushi. Đấy, kích thước của nó đây, bên em giới thiệu từ ngoài vỏ hộp vào nhé. Kích thước của nó là con này là từ có thể hàn ống từ ống 20 đến ống 63. Em xin mở ra để review cho bác. Đấy, trong này thì nó có một con máy hàn này, đấy, một con máy hàn này. Đấy, và chúng ta lắp những cái đầu bát vào nhé, lắp bát vào này. Đấy, chúng ta có thể lắp bát 20, lắp bát to, bát 363. Đấy. Đây em xin lắp vào để cho review cho các bác luôn này. Đấy. Bát 63 này. Đấy. Trong này thì chúng ta có một cái lục giác và ba con ốc. Ba con ốc lục giác. Để chúng ta bắt. Đấy, bắt vào đây. Bắt vào đây các bác nhé. Đấy, mở chúng nó xoáy vào. Chúng ta xoáy vào. Đấy. Thứ hai là chúng ta có thể con này thì chúng ta có thể lắp được một cái bát, hai cái bát to luôn đấy, nhưng mà cái đằng sau này như em khuyến cáo với các bác là nó đang ra ra ngoài này hơi nhiều nên là chúng ta không nên lắp những con to quá vào cái ngoài, con to chúng ta cho vào cái trong đấy. Con này thì chúng ta chỉ nên, nên lắp đến cái 32 thôi các bác nhé, đến lắp đến bát 32 thôi đấy. Cái này chúng ta lắp bát 32 vào đây, lắp bát 32 vào đây đấy thì là nó phù hợp hơn các bác nhé, nó phù hợp hơn, nó vừa vặn hơn thì nó làm nhiệt tốt hơn. Và một cái đầu trên này, vào cái đầu trên này thì chúng ta nên lắp, chúng ta dùng để xử lý sự cố có nhé, xử lý những cái sự cố hoặc là những cái góc khó làm. Đấy, thì chúng ta lắp cái này vào đây. Đấy, lắp vào đây. Đấy. Đấy. Và chúng ta con này thì nó có chân nhé các bác nhé, có chân đựng này. Đấy, là một cái sản phẩm máy hàn nhiệt này thì bên em Dân đang bán. Máy hàn nhiệt này thì bên em Dân đang bán với giá là 550.000 đồng có nhé, 550.000 đồng một cái máy hàn nhiệt này. Đấy, shop Dân Trịnh 550.000. Đấy, con này thì làm nhiệt rất tốt nhé các bác nhé. Đấy, cũng thực ra là em cũng trước kia em cũng đi làm nghề điện nước rồi nên em thấy con này cũng rất là ok. Đấy, hàn rất là ok các bác nhé. Đấy, máy hàn nhiệt. Tiếp tục chương trình thì em Dân xin đi vào giới thiệu cho các bác là một cái mẫu đá cắt sắt này. Đấy, đá cắt sắt đây. Một hộp một lốc này thì là một hộp này thì có 50 lưỡi. Một hộp này có 50 lưỡi, một lốc là có 25 cái. Một hộp 50, một lốc 25 cái. Đấy. Con này đá cắt màu đỏ. Đấy, có thể chúng ta có thể check được từ mã vạch trên từng sản phẩm. Con này cũng là thương hiệu của Kabushi. Và giá của nó thì bên em Dân đang bán với cái giá là 5.000 đồng một viên. Một hộp 50 viên bên em Dân đang bán với giá là 250.000 đồng. 250.000 đồng một hộp 50 viên này. Đấy, một hộp 50 viên 250.000. Còn bên em bán lẻ cái này là với giá là 125.000 đồng 25 viên này. 125.000 25 viên đá cắt sắt. Đá cắt sắt các bác nhé. Đấy, rất là xịn sò luôn. Hàng sản phẩm thì rất là đảm bảo cho các bác nhé. Đảm bảo cho các bác luôn là hàng xịn sò luôn. Đấy, chúng ta có thể check mã vạch QR từng trên từng một viên đá cắt một. Đấy nên nó rất là đảm bảo luôn. Tiếp tục chương trình thì em Dân xin giới thiệu với các bác là một cái mẫu kính hàn nhé. Một cái mẫu kính hàn này. Đấy, kính hàn. Đấy, mẫu kính hàn điện tử này thì bên em Dân đang bán với giá là 200.000 đồng một cái. 200.000 đồng một cái nhé. Đấy, con này thì nó rất là hay. Đấy, tia lửa là nó tự che nhé. Nó tự làm mờ kính. Đấy. Nó tự làm mờ kính đi cho chúng ta. Nên là rất là an toàn. Bảo vệ mắt. Đấy, dùng xong thì chúng ta kích cất vào đây. Cất vào trong hộp này. Đấy, con này cũng là thương hiệu của Kabushi. Cũng là thương hiệu của Kabushi. Kabushi da vàng. Hàng rất là đảm bảo cho chúng ta luôn có nhé. Hàng rất là đảm bảo cho chúng ta luôn. 200.000 đồng. 200.000 đồng. Tiếp tục chương trình thì em Dân xin giới thiệu với các bác là một cái mẫu kính hàn, à một mẫu kìm hàn nhé. Một cái mẫu kìm hàn này. Đấy. Một cái mẫu kìm hàn. Đấy, mẫu kìm hàn này thì bên em Dân đang bán với giá là 120.000 đồng một cái. Đấy, con này thì là kích thước 500A, trong này có cái đồ chúng ta lắp lưỡi gà này. 500A nhé.
thương hiệu của Kabushi Javan. 500.000 đồng. À nhầm, em xin lỗi, 120.000 đồng 500A. 120.000 đồng. Đấy. Tiếp tục chương trình thì em Dân xin giới thiệu các bác là một cái mẫu túi đồ này, túi đồ nghề này. Đây. Có một loại túi to và một loại túi bé đây. Đấy, túi bé này, túi to này. Đấy. Chúng ta để đồ nghề các thứ vào đây. Đấy, túi này thương hiệu của thương hiệu Daikin. Túi này thương hiệu của Daikin này. Đấy. Một cái túi này thì bên em Dân đang bán túi bé thì bên em Dân đang bán với giá là 220.000 đồng. Còn túi to bên em Dân đang bán với giá là 250.000 đồng thôi nhé. Đây, hai mẫu túi này. Đấy, nó chênh lệch nhau này. Đấy. Một túi to và một túi bé chúng ta đựng đồ nghề. Túi bé thì là 220, còn túi to là 250 nhé. Đấy. Chúng ta đồ nghề bên dưới đáy túi này thì may cho rất chúng ta rất nhiều cái lớp này để chống tụt túi, chống rách túi đáy. Đấy, nên là đảm bảo cho các bác luôn, túi của Daikin thì rất là tốt, rất là xịn chất lượng. Đấy. Hàng rất là đảm bảo nhé. Đấy, túi đồ nghề. Túi đồ nghề. Đấy, cái này các bác đi chiến công trình thì rất là tuyệt vời các nhé. Đấy, các bác đi tiến chiến công trình thì rất là tuyệt vời luôn, cái túi đồ nghề này. Rất là chắc, dai, dẻo. Đấy. 250.000 một cái to và 220.000 một cái bé. Tiếp tục chương trình thì em Dân xin đi và giới thiệu cho các bác là một cái mẫu đây, một cái mẫu bộ đồ nghề. Đây. Bộ này thì nó gồm có 7 chi tiết các bác nhé, 7 món. Đấy, bộ cờ lê tự động. Con này thì bên em Dân đang bán với giá là 400.000 đồng một bộ nhé. 400.000 đồng một bộ này. 400.000 đồng một bộ cờ lê tự động. Đấy. Chúng ta có thể thao tác các thứ rất là gọn gàng và dễ dàng luôn. 400.000 đồng. Thương hiệu của Kabushi, hàng rất là xịn luôn. Đấy, chất thép của nó rất là ok. Đấy. À, một bộ này thì nó có gồm có một con 8 này, một con 10 này, một con 12, một con 13, một con 14, một con 17 và một con 19 các bác nhé. Đấy, một bộ này thì bên em Dân đang bán với giá là 400.000 đồng. Tiếp tục chương trình thì em Dân xin giới thiệu các bác là một cái bộ mũi khoan đa năng. Một cái bộ mũi khoan đa năng. Đấy. À, 3 mũi này, mũi khoan tháp. Đấy. Đây em đã tháo ra cho các bác đây rồi. Một có một đầu con đầu tiên là con to nhất thì kích thước của nó là từ 4 đến 32. 4 đến 32. Con thứ hai là một con từ 4 đến 12. Và con thứ ba là có con này là từ 4 đến 20. Và đi kèm theo là chúng ta có một cái túi để đựng. Đấy, để bảo vệ lưỡi, bảo vệ mũi. Con này thì bên em Dân đang bán với giá là 300.000 đồng một bộ này nhé. 300.000 đồng một bộ này. Đấy. Các bác đặt hàng thì liên hệ với em Dân qua số hotline của bên em đây là 0982834004 các bác nhé. Đấy. Tiếp tục chương trình thì em Dân xin đi và giới thiệu cho các bác là một cái bộ cờ lê đa năng hai đầu này. Đấy, một đầu của nó là đầu bé, là của nó là đầu 8, 10, 12, 13. 8, 10, 12, 13. Còn đầu to của nó là 14, 17, 19 và 22. 14, 17, 19 và 22 nhé các bác nhé. Hai đầu rất là linh hoạt luôn cho chúng ta này. Tháo lắp này. Đấy. Rất là xịn sò. Đấy. 200.000 đồng các bác nhé. Một con cờ lê hai đầu này. Đấy, 200.000 đồng cờ lê tròng hai đầu này. Đấy. Chúng ta có thể thao tác mọi góc cạnh. 200.000 đồng. Đấy. Tiếp tục chương trình thì em Dân xin đi và giới thiệu cho các bác là một cái mẫu bộ đầu khẩu đa năng này. Bộ đầu khẩu đa năng nhé. Đấy, bộ đầu khẩu đa năng này thì bên em đang bán là 12 chi tiết. 12 chi tiết này. Đấy. Con này thì đang về nên mà vẫn bán cái giá xả nhé. Đấy, bán giá nhập luôn để câu khách. Đấy, bên em đang bán với giá là 200.000 đồng một bộ đầu chụp này. 200.000 đồng một bộ đầu chụp này các bác nhé. Bộ của nó là kích thước là 8, 10, 12, 13, 14, 17, 19 và 22, 24cm. Một bộ này gồm có 12 chi tiết này, 2, 4, 6, 8, 10, 11, 12 các bác nhé. Nó là cái một cái tay đầu 1 phần 2 này. Một cái tay 1 phần 2 các bác nhé. Đấy. 200.000 đồng.
Đấy, tiếp tục chương trình thì em Dân xin giới thiệu cho các bác là một cái mẫu kìm mỏ quạ này. Đấy, kìm mỏ quạ này các bác nào mà làm điện nước thì rất là hợp lý này. Đấy, con này thì 12 inch. Đấy, chúng ta đấu tét nước các thứ rất là cần luôn. Đấy, con này 12 inch bên em Dân đang bán với giá là 170.000 đồng nhé. 170.000 đồng một cái mẫu này. Đấy, kìm mỏ quạ 170.000 đồng. Đấy, rất là đa năng và đa tiện lợi luôn. Đấy, 12 inch. Con này chúng ta làm việc rất là ok. Kìm mỏ quạ. Đấy. Rất là xịn sò coi nhé. Sản phẩm này rất là xịn sò luôn. Tiếp tục chương trình thì em Dân xin đi và giới thiệu cho các bác là một cái mẫu bộ lục giác này. Đấy, bộ lục giác bên em đang có bộ lục giác màu, một bộ lục giác hoa thị. Đấy, thì cái bộ lục giác màu thì bên em Dân đang bán với giá là bộ lục giác màu bên em Dân đang bán với giá là 190.000 đồng. 190.000 đồng một bộ lục giác màu này. Đấy. Còn bộ lục giác hoa thị đây. Đấy, cũng giá là 190.000 đồng. Đấy, con này thì là từ T10 đến T50. Đấy, còn lục giác này thì là bộ lục giác này đến con to nhất là con 10 các bác nhé. Đấy. Hai bộ lục giác rất là xịn. Đấy. Đồng giá là 190.000 đồng một bộ các bác nhé. Bên em bán đồng giá với giá là 190.000 đồng một bộ. Đấy, các bác đi qua kênh thì đừng quên cho em Dân xin một nút like, một nút đăng ký kênh các bác nhé. Đấy. Tiếp tục chương trình thì em Dân xin giới thiệu các bác là một cái mẫu kìm đa năng. Bộ kìm này. Kìm 3 món này. Đấy, kìm 3 món. Đấy, combo kìm các bác nhé. Combo kìm. Đấy. Kìm cắt, kìm xoắn và kìm mũi nhọn. Đấy, một bộ 3 kìm này thì bên em Dân đang bán với giá là một combo này là 500.000 đồng. 500.000 đồng một cái kìm, một combo 3 món này. 3 món kìm giá chỉ có 150.000 đồng thôi các bác nhé. Giá rất là rẻ luôn cho chúng ta luôn. Đấy, giá rất là yêu thương luôn các bác nhé. Đấy, một combo 3 món. Rất là xịn sò luôn. Rất là xịn sò này. Đấy, combo kìm. Combo kìm 3 món. Còn bán lẻ thì em đang bán con này với giá là 200.000 đồng. 200.000 đồng một con kìm xoắn. Đấy, 200.000 đồng một con kìm cắt và 170.000 đồng một con kìm này nhé. Nếu mà các bác mua lẻ nhé. Rất là xịn sò luôn các bác nhé. Đấy, tiếp tục chương trình thì em Dân xin đi và giới thiệu cho các bác là một cái mẫu kìm mỏ quạ này. À, kìm chết này. Kìm chết các bác nhé. Đấy. Đấy. Con này bên em đang bán là 10 inch nhé. 10 inch. Đấy, thương hiệu của nó là thương hiệu Croman USA. 10 inch. Đấy, kìm chết. Bên em đang bán với cái giá là mẫu kìm chết này bên em đang bán với giá là 160.000 đồng. 160.000 đồng các bác nhé. Mẫu kìm chết. 160.000. Croman USA. Đấy, hàng rất là đẹp luôn các bác nhé. Đấy, còn kìm chữ C đây. Đấy, con này thì là thương hiệu của Asahi, cũng là 11 inch. Bên em cũng bán với giá là 160.000 đồng nhé các bác nhé. Bên em cũng bán với giá là 160.000 đồng. Hàng rất là đẹp luôn cho chúng ta luôn. Rất là đảm bảo luôn các bác nhé. Đấy. À, vừa rồi thì em Dân vừa mới giới thiệu cho các bác là một số những cái mẫu đồ nghề bên em nhé. Đấy. À, thì các bác đặt hàng liên hệ với em Dân qua số hotline của bên em là 0982 834 004. Cảm ơn các bác đã xem video của em. Em xin phép được dừng video ở đây. Xin chào và hẹn gặp lại các bác ở những video sau. Cảm ơn các bác.